hẹn những mùa vàng bội thu. Ba Triệu miền đất phương Nam sáng ngời tình yêu thủy chung, chất ngất trong ta tấm lòng quặng đau ý à. Đã từ lâu cánh chim non phiêu bạc bốn phương rời xa xứ sở, nơi khách làng du mỗi gối chồn chân lại làng xưa vào mùa nhãn chín thơm lừng. Bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng, đêm xuống chung vui chén thù chén bạc chia nồi cháo cá kèo ngô. Nhạc lúc khoan điệu nhạc lời ca như chưa chan niềm trắc ân. Về khuya sương xuống
đã đốt giấy bạc con công để làm vui lòng người đẹp. Thì hôm nay cũng có những chàng trai đầy nhiệt quyết đem khói ốc bàn tay điểm tô cho dùng đất Bạc Liêu trù phú quý hoàng. Đồng ruộng bao tôm cá có ruộng muối làm tăng thêm hương vị mặn mòi khô mắm miền Tây. Hỡi khách tha phương hãy ghé lại đây viếng mộ bác Sáu Lầu thăm cánh đồng nóc nàn. Ăn bún mắm Bạc Liêu nghe vài câu giả cổ chỉ bay nhiều thôi nhưng chưa đừng biết bao tình. Chim loan bạc tìm đường về đây.